Tử vi cung cự giải năm 2022, cuộc sống sung túc vì vừa tiết kiệm lại vừa biết đầu tư. Tử vi cung cự giải năm 2022 đánh dấu những bước vượt bậc về tài chính của bạn. Tuy nhiên, mọi việc không hoàn toàn dễ dàng, bạn cũng phải tập trung vào mục tiêu và đòi hỏi cả sự kỷ luật cần thiết. 1. Tổng quan tử vi cung cự giải năm 2022. Năm 2022, sao thổ mang lại cho cự giải một số hạn chế trong việc thể hiện những cảm xúc sâu sắc trong bạn. Đó là những cảm xúc chân thực, liên quan tới gia đình, đất nước, truyền thống và những kỷ niệm lâu dài từ thời thơ ấu, nhưng không hiểu sao, bạn không thể nào bày tỏ nó ra cho người khác hiểu được. Sao mộc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và sẽ giúp cự giải dễ dàng tiếp thu những ý tưởng mới. Đó là thời điểm mà bạn nên học đọc, học viết lách, học lái xe, học ngoại ngữ. Hãy thử bắt đầu một lớp học mà bạn yêu thích để nâng cao các kỹ năng của mình. Sao mộc ảnh hưởng sức khỏe, sự nghiệp theo chiều hướng không được như mong đợi và bạn cần phải nỗ lực rất nhiều. Điều này có nghĩa là cự giải cần phải thay đổi thói quen, thay đổi nơi làm việc hoặc cần tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần. Vì vậy, nếu bạn muốn bắt đầu một chế độ ăn kiêng, một kế hoạch tập luyện hay đơn giản hơn là một thói quen lành mạnh thì bây giờ là thời điểm thích hợp. Hãy thể hiện sự nhiệt tình trong bất cứ việc gì mà bạn tham gia. Cũng do sao mộc tác động, những người thuộc cung cự giải sẽ trở nên dễ tính hơn, sẽ thiết lập các mối quan hệ dễ dàng hơn và phong cách giao tiếp hoặc đàm phán của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Nhờ đó mà việc tương tác với đồng nghiệp, đối tác trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Giai đoạn xuất hiện của sao hỏa nghịch hành sẽ là thời điểm quan trọng đối với cự giải. Bạn sẽ trải qua những thử thách khác nhau mà từ đó học hỏi thêm được rất nhiều điều. Bạn cần hiểu các ranh giới đặt ra trong các mối quan hệ và sẵn sàng học hỏi từ những ai mà bạn gặp gỡ. 2. Phương diện công việc, học hành. Tiếp nối tử vi 12 cung hoàng đạo 2021, cự giải trở nên tự tin hơn trong công việc và dễ có thành tích vào cuối mùa xuân hoặc giữa mùa hè. Tử vi năm 2022 của cự giải cho thấy, bạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sao mộc, sao thổ và sao kim, mang tới cho bạn không ít may mắn giai đoạn đầu năm. Sau đó, từ tháng 5 đến tháng 10, bạn sẽ phải đối mặt với một số rắc rối, đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, sau tháng 10 cũng như những tháng còn lại trong năm, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Dấu ấn mà cự giải để lại trong công việc của mình trong năm nay, đó là sự sáng tạo và không ngừng đổi mới của bạn. Có thể có một cơ hội bất thường, khiến bạn phải đi xa nhà, nếu thấy phù hợp cho việc phát triển bản thân, hoặc gia tăng thu nhập, thì bạn nên chấp thuận thử thách xem sao. Đừng trở nên quá tự tin, vì vị trí của bạn có thể bị thử thách nghiêm trọng trong năm nay. Bạn sẽ chiếm ưu thế trong việc ganh đua, nhưng sẽ cần một chút suy ngẫm và học hỏi thêm điều mới, bạn mới mong vượt qua thử thách này. Những thứ bạn đạt được sẽ tốt hơn những năm trước, nhưng đòi hỏi bạn vất vả không ít. Hãy cố gắng nhiều hơn, thay vì mới thấy khó đã muốn bỏ cuộc. Chìa khóa cho bạn đó là, dù chăm chỉ nhưng cũng phải thông minh trong lựa chọn, nên có sự tính toán, chuẩn bị trước một cách khôn ngoan, để hạn chế bớt những rủi ro có thể xảy ra. Các mối quan hệ đồng nghiệp sẽ ngày một tốt lên, đặc biệt là thời gian bắt đầu từ giữa mùa hè. Một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cự giải sẽ diễn ra trong năm 2022. Cự giải sẽ rất hào hứng khi tìm hiểu nền văn hóa mới, những khám phá mới, nên có thể bạn muốn thực hiện các chuyến đi để giải trí hoặc vì công việc thời điểm cuối năm. 3. Tình hình tài chính, tiền bạc. Ngay từ ngày đầu năm mới, khi lên kế hoạch mục tiêu tài chính, cự giải phải ghi chú thật lớn rằng không cho ai vay tiền. Bởi vì bạn có thể đã phải trả một cái giá rất đắt khi mang số tiền là mồ hôi, nước mắt của mình cho người khác mượn. Trải nghiệm cay đắng đó đã giúp bạn có được bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chuyện tiền nong của mình. Năm 2022 là một năm đánh dấu của những bước tiến vượt bậc về tài chính với cung hoàng đạo cự giải. Tuy nhiên, mọi việc không hoàn toàn dễ dàng, bạn cũng phải tập trung vào mục tiêu và đòi hỏi cả sự kỷ luật cần thiết. Nhìn chung, cự giải đã khôn ngoan hơn trong việc kiểm soát chi tiêu và sau thời gian tích lũy được kha khá là lúc để bạn tìm kiếm lời khuyên từ những người giỏi đầu tư, giúp bạn kiếm cơ hội để đầu tư dài hạn, gia tăng tiền bạc của mình trong tương lai. Sự tự tin về tình hình tài chính gia tăng rõ rệt cũng giúp bạn thu hút tiền bạc về mình. Thói quen tiết kiệm của bạn sẽ dần chuyển sang các mục tiêu đầu tư. Bạn sẽ kiểm soát được tài chính của mình, nhưng đừng quên thận trọng, kẻo lẫn lộn tiền của mình với người khác. Nếu chung vốn cần thận trọng,
kẻo mất số tiền bạn đã tích lũy, chỉ vì xung đột lợi ích đấy nhé. 4. Chuyện tình cảm. Đầu năm 2022, một sự thay đổi đột ngột có thể xảy ra trong các mối quan hệ của cửu giải, nhưng chúng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ khoảng một tháng hoặc lâu hơn. Thời gian 3 tháng đầu, nếu hai bạn xảy ra tranh cãi, thì những xích mích đó sẽ cũng nhanh chóng lắng xuống. Chuyện tình cảm của bạn sẽ trở nên thú vị hơn vào tháng 4, khi cả sao Kim và sao Hỏa đều tiến vào cung song ngư. Nửa cuối năm cũng diễn biến tương tự, chuyện tình cảm của cửu giải sẽ bình lặng trở lại khi sao Hỏa tiến vào cung Kim Ngưu trong khoảng tháng 6. Sự an vui này sẽ duy trì cho đến khoảng tháng 10 khi sao Kim đi vào cung Hổ Cáp. Chuyện tình cảm của bạn sẽ tiếp tục giai đoạn thú vị trong thời gian còn lại của năm. Cuộc sống của cửu giải trong năm nay chủ yếu tập trung cho chuyện tình cảm. Khi tài chính đã ổn rồi, thì tại sao không nghĩ tới những kế hoạch xa hơn nhỉ? Năm nay sẽ có nhiều điều hay ho mà những năm gần đây không có. Đời sống tình cảm sẽ kích thích và thú vị hơn, bạn cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thương trong từng việc mình làm trong năm 2022 này. Những cặp đôi đã tìm hiểu đủ lâu có thể thảo luận về hôn nhân, thậm chí họ có thể ấn định ngày tổ chức sự kiện trọng đại. Bạn rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ, chấp thuận của gia đình hai bên, tuy nhiên, một số ít đôi bạn trẻ không được đồng ý, thế nhưng, chỉ cần kiên nhẫn hơn trong việc thuyết phục, thì mọi thứ lại tốt đẹp ngay thôi. Người độc thân năm nay, đừng quá trông mong vào những chuyển biến lớn trong chuyện tình cảm. Bạn cần phải hết sức cẩn thận về các mối quan hệ mà bạn mới thiết lập. Đừng cả tin, hãy kiên nhẫn, vì chuyện yêu đương cũng cần thời gian tìm hiểu, nếu không sẽ là vội vàng đến, vội vàng đi. 5. Tình hình sức khỏe. Tử vi cung cử giải năm 2022 chỉ ra rằng, về sức khỏe, bạn được khuyên nên thận trọng. Sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mức độ căng thẳng mà bạn phải chịu đựng trong năm nay. Chính stress kéo dài đã làm giảm khả năng miễn dịch, dẫn đến làm suy yếu khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Giai đoạn căng thẳng nhất đối với bạn thường diễn ra khi thời tiết trở nên ấm áp hơn. Những người đã từng mắc bất kỳ bệnh nào trong quá khứ có nguy cơ tái phát, cho nên luôn phải cẩn thận hơn trong năm nay. Bạn có may mắn tìm được phương pháp điều trị tốt, nhưng như người ta đã nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cử giải nhé. May mắn thay, một chế độ ăn uống giàu vitamin, nhưng ít calo, cũng như hoạt động thể chất thường xuyên, là vũ khí để giảm đáng kể tác nhân gây bệnh. Sức khỏe của cử giải tốt nhất là vào thời điểm giữa mùa hè, đó là kết quả tập luyện rất kiên trì của bạn, sau thời gian dài. Ngoài ra, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cùng với thuốc sẽ tiếp tục hữu ích, chúng giúp cho bệnh không bị chuyển biến quá nặng. Bạn sẽ phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc bản thân và nhớ duy trì một chế độ ăn uống tốt, cùng các chương trình tập thể dục phù hợp cho mỗi mùa, điều này sẽ giúp ích cho sức khỏe và thể chất của bạn trong năm nay. Bạn có thể chọn đến phòng tập để tập yoga, khiêu vũ, thể dục nhịp điệu. Hoặc bạn chọn đi bộ đường dài, chạy hay bất kỳ loại hình thể thao nào cũng có lợi cho bạn trong năm nay. Ngoài ra, đừng quên nghỉ ngơi, vì giấc ngủ giúp giải tỏa căng thẳng. Cố gắng thiết lập một thói quen lành mạnh về giờ ngủ của bạn và thư giãn bất cứ khi nào có thể. Bạn cũng có thể thử các hình thức trị liệu, từ liệu pháp hương thơm và âm nhạc, đến xoa bóp, châm cứu, nhằm tránh xa tác hại do stress mang lại. 6. Chi tiết từng tháng trong năm 2022. Tháng 1, cảm xúc của cử giải lúc này rất dồi dào và thường liên quan tới đến gia đình, quê hương hoặc thời thơ ấu. Nhưng đừng vì thế mà cứ ngồi đó miên man suy nghĩ cử giải nhé, hãy cố gắng vượt qua chúng để còn dành thời gian tập trung cho công việc. Tháng 2, tháng vượng duyên cho cử giải độc thân, bạn có cơ hội gặp gỡ một người sẽ khiến bản thân thực lòng quan tâm và hai người có thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Tháng 3, tử vi cung cử giải năm 2022 chỉ ra rằng tháng 3 là thời điểm thích hợp để tập trung vào sức khỏe của bạn và áp dụng những thói quen tốt hơn trong cuộc sống, liên quan tới chế độ ăn uống và tập luyện. Tháng 4, chuyện quá khứ thì nên cho qua, để được sống an nhàn, nếu bạn cứ nói mãi chuyện cũ, thì vết thương khó lành, nó có thể bùng phát trở lại trong tháng này. Tháng 5, dự báo có một khoản tiền bất ngờ về tay cử giải. Dường như có năng lượng nào đó, thôi thúc để bạn quyết định làm mọi thứ có thể, nhằm để cải thiện thu nhập, thậm chí nó sẽ mang lại cho bạn cơ hội hay ho. Tháng 6, cử giải không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong công việc, mà bạn còn có cơ hội kết giao với những người có cùng sự hiểu biết, khả năng kiếm tiền như mình. Tháng 7 hứa hẹn sẽ là một tháng sôi động về mặt tình cảm. Nếu từ trước đến nay,
Cự Giải từng cảm thấy, những gì mình nghĩ về tình yêu, khiến không thể có được kết quả như ý, thì nay bạn sẽ cho tình yêu một ý nghĩa khác, một góc nhìn khác cởi mở hơn. Tháng 8, Cự Giải sẽ gặp phải một số tình huống, buộc phải đánh giá lại cách quản lý tiền bạc của mình, đồng thời có thể khám phá ra những phương pháp mới, để kiếm tiền mà không bị căng thẳng như trước đây. Tháng 9, trong khoảng thời gian này, Cự Giải dễ bị căng thẳng và khó chịu, và sự lo lắng kéo dài này có thể khiến bạn thường xuyên bị mất ngủ. Tháng 10, bạn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong mối quan hệ hiện tại, cho dù đó là mối quan hệ ngắn hạn hay hôn nhân. Bạn nên tìm cách cải thiện bản thân, chứ không phải tìm cách thay đổi người khác. Tháng 11, năng lượng của Cự Giải tháng này luôn tràn đầy, và bạn sẽ muốn tập trung để đạt được kết quả chuyên môn tốt hơn. Tháng 12, tháng này sẽ mang lại cho Cự Giải những khoảnh khắc lãng mạn và nồng nàn hơn, cùng sự cởi mở với một nửa của mình. Những cặp đôi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc trong tháng cuối cùng trong năm.